tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh bác tô mình là bác tô đây và đây là cái tự game tô bit đó anh em biết không cái tự game này nó tên là tô bit đó mà có một điều là mình khá là hận cái game này bởi vì cái game bác chết tiệt 10.000 robot kia đó thì sau khi mà ăn một cú lừa thì bác tô quay trở lại với cái game tô bit đó mà ở level một à cho nên là nó hơi cùi bắp tí nhưng mà cũng gì hơi giận một tí hơi giận cho nên dự định là không có chơi game này luôn á nhưng mà thôi nhìn lại cái tên nó rất cái tên game này nó rất là hấp dẫn luôn anh em tô bít <laughs> nói chung chứ mình bắt tô đọc không có đúng đâu anh em để coi là đúng không mình phải lên nhờ 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 chị Google đọc cái cây à, chị Google ơi phu phu Tờ cái này mà tập thành tiếng thái Thù. thôi thì nói chung là nó khó đọc quá anh em à, à còn cái đâu để mình thử coi nhờ chị google đọc cái dòng chữ đằng sau coi là gì đây khen khai khao làm khen khai khao làm thôi thì khó đọc quá đọc sai bét hết luôn rồi trở lại với nội dung chính của mình ngày hôm nay uh, vô hôm nay là vô chơi game tù bit này á thì uh, mình sẽ làm gì chắc chắn rồi hôm qua hôm bữa đó, đó là mình uh, lậm được cây Bicento với cái trái mera thức tỉnh đó anh em bấm lên thì nhìn tưởng như là mình mình còn không biết là mình xài trái quỷ luôn tại nó đâu có hiện hàng chiêu gì đâu nhưng mà đã cái gì á nó kiểu như cái 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 mạnh nhất á nó kiểu như là ẩn ẩn ảo ảo thiệt 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 mà ảo ảo có nghĩa là ảo mà như thiệt mà thiệt là như ảo có nghĩa là thiệt mà nhìn như là không có gì hết á người ta tưởng mình cười nhưng mà thực tế là nó có đó. nhưng mà cái, cái 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 đó để mình review sau đi cái đó là review hơi bị dài và bây giờ mình phải nói về cái cây bi này thì uh, uh, phải nói là game tù bit này á nó rất là bữa anh em à hôm bữa thì mình không biết làm sao để chạy được hóa ra là cầm cái vũ khí lên là chạy được uh, rồi sau đó mình nghiên cứu thêm về cái cơ chế hoạt động của vũ khí á, thì mình mới nhận ra một điều á là cái cái khi á, mình phải có một cái vật gì đó á, mà thăng bằng đến gọi đến nỗi gọi là vô nghĩa mọi định lực vật lý anh em có thể thấy không cái cán cái cán cái lưỡi nè làm sao mà nó nhẹ hơn cái phần cán này được đến nỗi mà nhìn vô á, một 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 học sinh lớp 5 nhìn vô cái cái định lực vật lý là cũng biết là cái phần này nó nằm xuống đúng không nhưng mà thôi thì đó là game đó là ngoài thực tế còn trong game này thì game tù biết này á thì nó nó nó, nó nó cân bằng vật lý độc lắm, cái phần nặng đó, để lên cái phần này nhẹ mà nó không bị uh, cái thanh long đau này nó không bị uh, đụng xuống dưới đất, <laughs> nhìn nó không ra gì cả rồi chưa kể đó. là cái vũ khí nè, tao nói đứng múa dao múa kiếm múa quạt trước mặt con quái luôn quái nó vẫn cười, không sợ à quên này là con uh, nhiệm vụ, bởi vậy nhìn vô uh, cái con mà nhiệm vụ với con bắn đít, uh. không biết đâu là nhiệm vụ đâu là bắn đít, không có dấu không có chấm hỏi trên đầu luôn nói cho nên là nhìn cũng không biết nãy giờ cứ múa rìu trước mắt thợ mà thợ không sợ cho nên là mình lại gặp thợ nhận nhiệm vụ luôn mà thợ coi thường đến nỗi là cầm vũ khí không sợ không thèm nói chuyện luôn nên là bỏ vũ khí ra thợ mới nói chuyện tại nhiệm vụ đánh năm con quái đây thì à, vũ khí nè quánh là ghê không à, cái cầm ship lóc đi quên trà thôi à, quái thì cứ ra ly lịa mà mình thì à, anh em nhìn nó không cái này nó thật lắm anh em không đứng sát bên thì quánh không trúng đâu phải ra cái phần cán dao nè cái cán cái cán của thanh long đào mới trúng chứ đứ, mà mà tự nhiên tôi không biết sao tự nhiên nãy giờ tôi bị mất máu nè đó thấy không nó thực tế thì vậy thôi chứ nó thực tế đến nỗi mà nhìn con vô biển y chang con lại luôn à, có những cái gọi là thật như, thật như thật ảo mà ảo như thật đó là cái cái hay của game anh em à. rồi bây giờ quay trở lại với cái trái mê ra của mình cũng là thật như ảo mà ảo như thật tôi không biết là nó có bao nhiêu chiêu hết nên là bây giờ tôi phải thử tất cả những cái bàn cái trên bàn phím của ghe của à, à, nói chung là thử hết mấy cái phím trên bàn phím luôn để coi là chiêu nó nằm đâu nè để tôi thử cho anh em coi đó quá trời chiêu luôn ủa sao tôi chết vậy Kỳ ta có vẻ như là, là mình đang bấm trúng một cái chiêu gì đó gọi là cái cái nút quỷ diệt cho nên là 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 là, là, là nó nó ra cái chiêu gọi là, là 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 làm cho mình chết mà quái không chết. Thế nên là, là cái chiêu này thuộc à, dạng là là hai cay quỷ diệt, quỷ diệt vũ trụ rồi. Quỷ diệt sao mà quái không chết mình chết luôn. Ơ thì mình sẽ thử một cách là thật là nghiêm túc. Đó là mình phải thử chiêu Z nè. Tao bộ chiêu Z bay lại đá phát quái không chết luôn. Thế là xong là con kia coi thường nó bỏ quay ngược lại còn đó thì đứng nhìn kiểu như ơi mày ngon vô cái dòng này quánh tao nè. Còn mình thì đứng, đứng đứng đây mình thách nó mày ngon ra khỏi cái dòng này quánh với tao nè. Cái thằng này nó thì kệ mày cái xong thì kệ mày thì kệ tao, kệ tao, kệ mày, kệ mày kệ tao. Đó thì cứ hai thằng đứng kệ về hoài cái là video uh, review cái trái mê ra đến giờ chưa hết luôn. Thế là thôi thì uh, quay lại làm cho nó đúng tí. Bây giờ phải tiếp tục là cái chiêu ít để không mấy bạn uh, đó nó ra khỏi cái dòng này rồi giờ không kệ được chạy rồi. Ồ quên cái máy cái táo ấy à, bây giờ thử chiêu ít nè quay lưng luôn hả mày đó bắn ra một cục lửa mà hụt lất à có nghĩa như là cái về cái vụ định hướng này nó bởi vậy mới gọi là thật như ảo vậy mình phải lại gần hơn cho chắc chắn trúng ủa có đam không ta à đây là cái tiệt chiêu gọi là à có gây đam nhưng mà không hiện đam đó cho nên là gọi là nó 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 mà gọi là ảo mà thật thật mà ảo đó, ờ, mà ghê gớm như vậy anh em rồi được rồi mình phải thử chiêu c coi như thế nào nè tô ô bắn ra nguyên cái cột lửa dài thòn lòn mỗi lần gây là một một máu hàng gì nãy tưởng đâu là không có đam thật ra là có đam á một máu luôn á nhưng mà đó là nhiều lần đây nè thấy không chết quái nè chết chắc luôn mà hình như thấy còn yếu hơn cái bicento nữa yếu hơn cái rựa của mình nữa rồi mình phải thử chiêu c ở không chiêu v nè chiêu v là 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 chọi ra cái quả cầu ha cây đấy nó đi theo một đường dài đó là quái ở trên đường bay là chết hết đấy. rất là hợp lý luôn đây là mình phải quay lại mình nhận nhiệm vụ bây giờ mình lên cấp 5 rồi mình cảm thấy mình mạnh đến bất tử luôn nè anh em chỉ là cái pha lúc nãy là mình ấn trúng một cái chiêu gì đó gọi là quỷ diệt đấy. chiêu ha cho nên là mình chết ngắt luôn uhm chiêu ít uh, chiêu v rồi coi còn chiêu b không? Wow chiêu b này á, là biến lên là thành xấu quá à. này giống như là biến lên thành củ vĩ vậy. à? Đó cái này là coi như kiểu mà có nhái Naruto. ôi Bây giờ mình mới thấy rồi anh em biến lên cái dạng này mình cực kỳ trâu luôn. Hồi nãy á, là đây mình trăm máu biến lên dạng này là trở thành là là là, là... đúng là biến lên dạng này là trở thành uh, thuộc dạng là 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 À, là cũ dĩ luôn thấy không cái này giám, cái áo giáp cũ dĩ đúng không anh em anh em nào coi narbata uh, uh, Nabata Nabuto gì Naruto rồi á thì, thì thì, thì nói giúp mình biết tại vì mình không có coi Naruto nhiều khi nói sai anh em bắt bẻ nữa nhờ anh em cả đấy Đó, nãy mình trăm máu bây giờ mình lên được 15.000 máu 15.100 mà một cái nhược điểm là à mà người ta chắc 1 triệu máu biến lên không bao nhiêu tại mình cấp cùi bắp mình ăn cái này mình cảm thấy mình mạnh mẽ chứ 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 về sau ấy lắm đây mình lại gần quái mà quái đấm vô mình quái không mất máu đáng lẽ là mình lên cái dạng là lửa bao xung quanh người củ dĩ gì đó thì quái đánh vô mình phải mất máu đó mà này không rồi bây giờ mình phải thử chiêu nè chiêu này coi đạm cái hộp lất chiêu này vẫn là một đam luôn À, chiêu này vẫn là một đam luôn nhưng mà hình như là bây giờ là một đam này nó ảo như thật thật như ảo vậy á à, một đam này giờ quái chết mà một đam nãy quái không chết à mình có bắn hụt tí nha, anh em đó bay đạm cái mình té luôn rồi bây giờ là 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 thử, thử chiêu khác à, thử, thử, thử chiêu f nè g nè h nè g, nè, g nè, k nè m bấm nút B bấm lộn rồi h hơi bị lộn một tí đó lên cái dạng này mạnh chưa bây giờ mình có thể thử chiêu r t ờ uh, i u i o b không có tác dụng gì cả rồi vậy là nghĩ là uh, cái 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 ha cay nãy là mình đã trúng một cái gì đó nó cực kỳ mạnh rồi mình cũng không biết lúc nào uh, anh em nào biết cái chiêu ha cay nãy chỉ mình đừng có ạt f 4 là được rồi ạt f 4 thì thuộc, thuộc dạng là, là 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 quỷ diệt luôn cái game á anh em rồi um, đâu mình đổ qua Bicento sento giờ đang mình chém mạnh hơn không vẫn là chém hộp lất nhưng mà vậy ra xa mới trúng là chém phát 80 đam Tôi không hiểu là nếu mà tôi xài trác quỷ thì có tác dụng gì Nhưng mà vũ khí thì mình thấy mình đam nó mạnh hơn hẳn rồi đó Có điều thì nó hơi bị khó đánh không Nhưng mà vừa đánh vừa lùi nè Đó Đi ngang đây cầm nguyên cái phản chặt bờ là ở ở ở miền Tây á anh em Nếu mà anh em nào làm ruộng hay miền Tây miền Đông gì cũng biết là cũng biết cái cây gọi là cây phản chặt bờ á mình không biết là anh em ở miền Trung hay là miền Bắc thì gọi nó là cái gì còn mình thì mình gọi là cái phản chặt bờ, chặt cỏ bờ á. À, đây thôi, nhìn giống y chang luôn. Đi, đi đi phức 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 mấy cái là quái chết luôn. Vừa chưa đánh đánh cứ đánh vừa đánh vừa lùi không? Hợp lý, quá mạnh luôn. có nghĩa là một cái cần cái cây cái phay phản chặt bờ này nó còn mạnh hơn cái trác quỷ mê ra thức tỉnh. Nhà anh em nào mà có cây phản chặt bờ này là biết là mình là cầm ra cầm ra mà anh em là biết là mình lúc đó là mạnh hơn là 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 những cái nhân vật trong One Piece cũng như là mạnh hơn ăn trác quỷ rồi cho nên là sau này đừng ăn bậy bạ ăn mấy trái thơm trái mạn cầu vô làm chi nó cầu yếu nữa Đó. trái thanh long rồi nữa Đó không có bao giờ mạnh bằng cái cây phản chặt bờ thực tế đâu ha Đó. ăn trái cây <laughs> nhiều khi cây phản chặt bờ là để đi hái trái ác quỷ nữa thôi được rồi nãy giờ review xàm quá không biết là anh em có thích video này hay không